Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 phương án xử lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB không để chậm trễ hơn nữa. Nội dung trên được nêu tại nghị quyết 144 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8. Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội. Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, khẩn trương hoàn thiện theo thẩm quyền các quy định, chính sách tín dụng, điều kiện cho vay với thủ tục thông thoáng, thuận tiện, khả thi, hợp lý hơn, tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp và hấp thụ vốn của nền kinh tế, góp phần hạn chế tín dụng đen. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm nay, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 phương án xử lý SCB không để chậm trễ hơn nữa. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cần tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản thủy sản. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản khác nhau, rà soát các quy định liên quan đến cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho đồng bộ, phù hợp với chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Cũng trong nghị quyết 144, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tăng cường kỷ cương kỷ luật quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và triệt để cắt giảm các khoản chi. Bộ Tài chính cần tập trung thực hiện hiệu quả, đánh giá việc triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất trong thời gian qua, nhất là chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn giảm, gia hạn cần áp dụng trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chi nhánh Tân Định chính thức chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Thanh Đa trực thuộc chi nhánh. Quyết định được đưa ra dựa trên công văn số 2092 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Thanh Đa của SCB. Đồng thời căn cứ theo quyết định số 61 của Hội đồng Quản trị của SCB. Phòng giao dịch Thanh Đa có tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, chi nhánh Tân Định, phòng giao dịch Thanh Đa và có địa chỉ tại số 774, số cũ 632, số viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. SCB cho biết mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại phòng giao dịch này đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch khác của SCB. Trước đó, SCB chấm dứt hoạt động 3 phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm phòng giao dịch An Đông Plaza, phòng giao dịch Trần Quang Khải, phòng giao dịch Minh Khai. Vào đầu tháng 7 năm 2023, SCB cũng đã phát đi thông cáo về việc chấm dứt hoạt động và giải thể 3 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, căn cứ theo các công văn của Ngân hàng Nhà nước ngày 31 tháng 5 năm 2023, SCB chấm dứt hoạt động và giải thể các phòng giao dịch Bào Cát, chi nhánh Thống Nhất, phòng giao dịch Nhà Rồng, chi nhánh Sài Gòn và Cô Giang, chi nhánh Cống Quỳnh. Trong đó, phòng giao dịch Bào Cát và Nhà Rồng chấm dứt hoạt động từ ngày 30 tháng 6, còn phòng giao dịch Cô Giang chấm dứt hoạt động từ ngày 7 tháng 7. Từ ngày 21 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB áp dụng biểu lãi suất huy động mới. Trong đó, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm so với trước đó. Hiện mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng áp dụng là 6,45% trên một năm, dành cho các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, theo hình thức gửi tiền online. Các kỳ hạn còn lại được áp dụng mức lãi suất 6,35% một năm. Trước đó, SCB đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động vào ngày 28 tháng 6 xuống vùng thấp nhất hệ thống ở thời điểm đó.
Từ 21 tháng 8, LB Bank cũng giảm 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng này đang áp dụng chỉ còn 6,8% một năm, dành cho các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên, theo hình thức gửi tiền online. Như vậy, LB Bank là ngân hàng tiếp theo đưa lãi suất huy động xuống dưới mức 7%. Trước đó, ngân hàng này đã có một đợt giảm lãi suất tiền gửi vào ngày 3 tháng 7 với mức điều chỉnh từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Tại Sài Gòn Bank, ngân hàng này áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 21 tháng 8 với việc điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ dưới 12 tháng, giảm 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Hiện mức lãi suất cao nhất đang được ngân hàng này huy động là 7,1% một năm dành cho kỳ hạn 13 tháng theo hình thức gửi tiền online. GB Bank cũng thay đổi biểu lãi suất huy động từ 21 tháng 8 và giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi cao nhất của GB Bank đã giảm từ 6,95% trên một năm xuống còn 6,45% trên một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên. Đây là đợt giảm lãi suất thứ hai của ngân hàng này trong vòng một tuần qua, với tổng mức giảm khoảng 0,9 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong tuần qua, nhiều ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, Sacombank, Eximbank đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ngân hàng nhỏ cũng tiếp tục giảm lãi suất như ACB, Bắc Á Bank, Việt Á Bank. Khảo sát biểu lãi suất niêm yết trên website của 34 ngân hàng trong nước và 4 ngân hàng nước ngoài vào sáng ngày 21 tháng 8 cho thấy, mức lãi suất huy động cao nhất đang được niêm yết là 8,3% trên một năm. Theo đó, mức lãi suất này đang được Ngân hàng Đông Á áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi từ 1 tỷ trở lên. Các ngân hàng tư nhân nhỏ hầu hết đang niêm yết lãi suất cao nhất trong khoảng 6,5 đến 7,2% một năm. Tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, mức lãi suất cao nhất chủ yếu dao động trong khoảng 6,2 đến 6,9% trên một năm như SHB 6,9%, VB Bank 6,8%, Sacombank 6,5%, MB 6,6%, Techcombank 6,3%, ACB 6,2%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank có lãi suất tiền cao nhất là 6,3% một năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong bối cảnh nhóm tư nhân liên tục điều chỉnh giảm, Big Four không còn là những ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường. Chẳng hạn như Eximbank có lãi suất cao nhất chỉ 5,9% trên một năm, hay như ACB với lãi suất huy động cao nhất chỉ 6,2% trên một năm. Nhiều ngân hàng tư nhân khác như Sacombank, Techcombank, MB cũng có lãi suất thấp hơn khối quốc doanh ở một số kỳ hạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.